Bluetooth mode. Phép quyền diệu tai.
dưỡng nuôi con dạy dỗ mỗi phần. Kỳ thi là cuối quân tàn, lòng dân đi mẫu mở một lần này thôi. Con gắng đắp mê bồi hiếu hạnh, đừng quên mình là đấng thần tiên. Căng tim trở lại cũng tim, thoát ra cảnh khổ đảo điên buộc ràng. Địa ngục tại trần gian đài đó, lúc sanh tiền lớn nhỏ trả dai. Cơ trời mẹ đã bài cai, thương rằng mà mẹ đánh cái nơi lòng. Con hiếu hiền mẹ mong gặp mặt, từng giây phút ruột thắt quặn đau. Đêm khuya mẹ luôn nghẹn ngào, rừng rừng ứa lệ đồng trào quanh mây. Tiếng gà gái sầu bi căm dân, mẹ mỏi mòn tay nâng đi bút lên. Dập thành dòng chữ tâm kinh để cho hiểu thâm tình thiêng liêng. Tình của mẹ kim quyền hoàng mau, dành cho trần đời đảo nữ nam. Tục tăng nơi chốn già lam, ráng tu cho trọn kỳ tam mẹ mình. Ta ngần máu đổ tại con gây cây khổ cho nhau. Tham chi để chuốc tham sầu khắp trong thiên hạ một bầu nạn tai. Mẹ thương con hoằng cái sự thật, để dưỡng nuôi hồn tiên. Xanh niềm mầm giống Phật thánh tiên, cũng vì lợi ích trần miền gồm chung. Mẹ xuống đời mang cùng lõn đảo, như cạn dòng nguồn máu con tiên. Như con mẹ chim ngọc ngà, mẹ kêu gọi trẻ già hiền thiện. Thật lòng tu thể hiện nhân từ, để cho mẹ có nụ cười nở muôn vàng đó qua trời từ bi. Tu phải thấy đường đi đạo, tu phải hành kiểm thảo nơi lòng. Âm dương thông nhất đại đồng, chữ tu chân lý thật lòng mới nên. Tu đừng có ý quên mắc kẹt, tu đừng có ý chữ tu đâu có đo lường. Chữ tu chỉ một con đường nhất tâm. Mẹ mở hội mây rồng thánh đức ngân, một kỳ này bảy ức niên sao.
cho nên thần tôn mẹ vào chính tay mẫu điệp từng câu cư quyền. Mẹ chèo chống tự thuyền bắt nhãn xuôi về miền Tây Hà Giang. Tình người cuộc sống bão giông ước trên dòng ác bạc lòng con canh. Mây đổ xuân đông tàn giá lạnh thu hạ về lòng nặng sầu tư. Buồn cho số phận con người mỗi phần chìm đắm biển đời lời dâm. Có mấy ai tâm thành với mẫu tục và tăng lỗi đạo diêu trì. Ngoài miệng thì nói quy lòng thì mô phật quy trì ma lôi kỳ ba mẹ xuống đời ngao nghen. Vì thương con mà ráng thả neo quên tàn lắm vì khổ nạn yêu dễ đâu khuyên đi nhủ dẫn theo đường hiền. Tâm ngủ trượt kim tiền đeo bám cánh tiên xưa nay đắm bụi trần. Chín mươi sao ấn linh ni cánh chín ni mười lăm đã nhiễm trần trượt ô hòn xa đỏ tam đồ lục đào chiếu lưng hồi quả báo đau thương. Nghiệp đài nhiều cánh đoạn trường trả dài dài trả khôn lường kiếp sinh. Mẹ khó cứu ngục thành nam nữ đau buốt thành mẫu tử thiên liêng. Trần gian con mẹ không hiền đường tu phạm luật nơi miền u đô. Đời như thể đạo khô nhân tâm tâm bi dơ bất cả tình sân si. Nói tu lòng chẳng hành trì làm sao con hiểu chữ thế hội trời. Không tam bảo đương y thời thường trụ bằng kim thân bao phủ chính y mình. Kỳ ba mẹ mở lòng đình hội thi của Đức Triều Minh Dương Hoàng. Lời châu ngọc từng trang lịch sử mẫu điểm phiên sáu chữ Di Đà. Quý vị đang xem livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Viên Huệ Nhận, tổ 10 thôn Phước Thành, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần. Dạy con nam nữ gần xa chỉ cho trần biết mẹ già là ai. Mấy muôn năm hoàng khai chân ly kể từ thời vô thủy vô chung. Gọi rằng địa thiên long ông cầm bà điếc mịt mồm thở xưa nay đến kỳ
Đại Thừa khai đạo, chân pháp truyền hoàng mẫu kim tiền. Quân tàn mẹ hạ tiên, sanh trần nhồi quả thanh tiên lắm đời. Mang thai thanh đúng ý mười năm chẳng, từ nhâm thân mẹ năm bầu tiên. Đến năm nhâm ngọ khai niệm, lập đời thanh ý đức quy quyên cõi phàm. Mười năm khổ nhọc nhằn kim sát, quá sanh ni trần chính ni mất một còn. Máu hồng rơm gót chân son, mạng rồng ngọc thể hao mòn linh quang. Cơ mái tạo thiên hoàng đã định, là nhiệm kỳ chân ni chân nam ban. Đảo đời trong bụi quang tàn, đúng ngày khai mở Vu Lan hội đình. 2000 năm truyền kinh pháp bảo, đức hoàng thiên địa mẫu cù đa. Qua sanh dưỡng dục ta bà, muôn loài dạng vật kỳ ba sanh mầm. Hoàng chánh ni đạo thầm thâm diệu nghĩa, của đất trời thiên địa vô vi. Mẫu quan điều ngữ diêu trì, kỳ ba hạ thế cú quy nhân hiền. Mẹ truyền kinh khai thiên lập địa, trong càn khôn tư phía ngũ hành. Lời châu mẹ xuống giải rành, từng câu phàm ngữ tâm thanh chú nàng. Long định ni mở Vu Lan thắng hội, cho các con nguồn cõi tương phồn. Đường hiền một lối đi chung đạo, kỳ ba mẹ mười phương thị hiện. Một niệm lành nhất ca biến tam thiên, các con phải hiểu pháp và truyền. Những lời Phật mẫu kim thiền khuyên rằng, hiểu đúng nghe nghĩa hoàng ân chỉ dạy, rồi tu hành khỏi phải lạc lầm. Mẫu hoàng thọ dụng chứng nghi tâm, vô hình có tiên nữ nam trẻ già. Nghĩa kỳ ba long qua đại hội, thế nào gọi buồn cõi kỳ ba. Kỳ ba diệu nghĩa lắm qua, là kỳ ba mẹ ba bà tam thiên. Thân thể hiện nơi miền độ tận, chứng nghi minh tâm tiếp dẫn đạo sư. Gọi rằng ba mẹ trụ trời chuyển căn, khảo sát cái lời Ngọc Châu. Tầm con thảo mẹ giao ăn lệnh, thật sự tô không nịnh gian tàn. Một lòng hiếu thảo mẹ cha, trọn đời
hiền. Mẫu giao pháp bảo kim tiền quốc dương, mẹ thành con tình thương vô bằng, có từ bi tiếp mà dẫn độ đời. Nhân nhường trên dưới mọi người, hiếu hạnh cung kính đất trời quyền vi. Tình có mẫu diêu trì thị hiền, trổ kim thân quan điển nhiệm màu. Mẹ không cần cho vàng tao đáo đòi thiện ác, con ngày nào cũng con. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, quý vị lắng linh căn con cha con mình, quý vị đang nghe kinh trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Nguyên, tổ 10 thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại của vị nhẫn là 0918 141 043. Mọi sự liên hệ xin gửi đến Đại Đức Thích Huệ Nhẫn, thế danh là Nguyễn Thái Sơn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần. Như vậy là còn 5 ngày nữa, đạo tràng chùa Minh Viên của chúng ta sẽ trực tiếp đến với huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, Buôn Mê Thuột để thăm hỏi và trao tặng quà đến với bà con dân tộc nghèo tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Rất mong sự trợ duyên của quý Phật tử, linh tử gần xa. Cảm ơn quý Phật tử, quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng chúng tôi trong những tháng năm qua. Huyện Cư Rút Đắk Nông là một huyện miền núi của tỉnh Đắk Nông. Bà con dân tộc có cuộc sống cũng rất khó khăn khi mùa màng chưa tới vụ. Cho nên hơn hết, lúc này đến thăm và trao những phần quà ấm áp của bà con ở miền xuôi đến với bà con miền núi rất ấm áp, nghĩa tình. Và đây là lần thứ 5 quỹ nhận đến với bà con huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Hy vọng rằng mọi người đồng cảm và chia sẻ mỗi người một ít để giúp cho đoàn chúng ta trong công tác từ thiện được thập phần thành tựu viên mãn. Mọi sự liên hệ và trợ duyên xin gửi dần về cho Đại Đức Thích Huệ Nhẫn, tức là Nguyễn Thái Sơn, chùa Minh Viên, tổ 10, thôn Phước Thành, thị xã Phú Mỹ, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0918 141 043. Cảm ơn rất nhiều quý Phật tử đã trợ duyên. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn an lành trong cuộc sống. Xin chào mọi người đang xem live stream trên màn ảnh điện thoại của mình. Còn thiếu một chuyến xe từ chùa Minh Viên đến với huyện Cư Rút và Buôn Mê Thuột của tỉnh Đắk Nông à. Nếu đủ duyên, bà con người hùng một phiến để giúp cho chuyến xe từ thiện của chúng ta sẽ được đầy đủ, chu tất hơn, chu toàn hơn à. Ai chưa ủng hộ xin ủng hộ dần, và ai ủng hộ rồi thì xin niệm Phật chứng minh cho. Dạ thôi, chúc mọi người có buổi tối an lành nha. Mô Phật, những xin chào đây. Tối mai chúng ta lại gặp nhau.